Xin chào quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi sáng ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến khách hàng một căn nhà phố được anh chủ nhà thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp. Nằm trên trục đường Nguyễn Ánh Thủ thuộc phường Hiệp Thành, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là khu vực mặt tiền chính bên ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến muốn giới thiệu đến khách hàng. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m và chiều dài căn nhà mình lên đến 15m và được anh chủ nhà đúc kiên cố một trệt, một lửng và 3 lầu. Và với công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có tới 4 phòng ngủ chính và 5 nhà vệ sinh cũng như là phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng đông nam thuộc trảng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Và với căn nhà mình thì được anh chủ nhà thiết kế theo mẫu nhà hiện đại với ban công vuông. Lan can thì được làm bằng sắt và phía ngoài mặt tiền được cái chị ốp nhựa, hoa văn gỗ trang trí rất là đẹp, cùng với đó là hệ thống đèn LED, đèn chiếu sáng và những mảng cây xanh trang trí cho căn nhà rất là đẹp. Và đặc biệt căn nhà mình thì nằm ngay góc cua với con đường thông từ ở trục đường Nguyễn Ánh Thủ ra trục đường Trần Thị Hè, cũng như là ra trục đường Tô Ký. Và với khu nhà lầu đồng bộ này thì đã được rất là nhiều hộ gia đình mua về ở và sinh sống tại khu vực này. Và mình đang có một cái rạp vừa mới được dựng xong để anh chị cũng như là cô chú đang chuẩn bị tân gia nhà. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà lại một lần nữa để di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu nhà, một căn nhà được thiết kế rất là đẹp này. Phía ngoài mình sẽ có khoảng vỉa hè khoảng 2m để xe gắn máy di chuyển vào bên trong. Mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh phía ngoài được làm bằng sắt kiên cố và chắc chắn bảo vệ cho căn nhà. Tiếp đến mình có thêm một bộ cửa cuốn với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà. Và đây là khu vực không gian phòng khách ở dưới tầng trệt của căn nhà. Với sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 60m2. Hai bên tường cũng được anh chị ốp gạch đá cao lên khoảng 1m2. Và bên trên thì mình có đóng khung những rìa chỉ trang trí rất là đẹp và những mảng tường được anh chị ốp nhựa hoa văn đá cao lên kín tường, trang trí rất là đẹp. Và ở phía trên mình có hệ thống đèn chùm, đèn LED, đèn chiếu sáng ở cho căn nhà rất là đẹp. Và đặc biệt căn nhà mình thì được thiết kế có tầng lửng, như nên nếu gia đình có xe hơi mình để phía bên dưới, phòng khách mình sẽ rời lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Còn nếu gia đình chưa có nhu cầu để xe hơi thì mình có thể sử dụng khu vực ở dưới mình làm phòng khách cũng rất là thuận tiện. Và đặc biệt căn nhà mình thì đã được các chị full nội thất tặng kèm từ dưới tầng trệt lên đến sân thượng. Như khách hàng mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được các chị nhà để lại cũng như là tặng lại hết cho khách hàng. Và chỉ với giá 6 tỷ 100 triệu đồng, còn thương lượng là khách hàng có thể sống ngay cho mình một căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong và được các chị thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp này. Và đó khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Di chuyển đến khu vực phía sau mình sẽ đến với khu vực không gian chính trời để lấy gió và ánh sáng vào bên trong, cũng như là khu vực nhà vệ sinh để chị thiết kế rất là đẹp, rất là thoáng và rất là mát. Bên trên cũng được anh chị lập mái che chắn rất là kỹ càng. Và anh chị còn gắn bộ cửa để hoàn thiện cái nhà vệ sinh dưới tầng trệt để gia đình sử dụng. Và cũng như là các khu vực từ bên trong ra bên ngoài, một căn nhà được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại có tầng lửng để gia đình có xe hơi bỏ vào bên trong. Chỉ với giá trên dưới 6 tỷ là khách hàng đã sở hữu căn nhà nằm trên một đường thông, thuận tiện hàng mua ở, mua đầu tư, mua cho thuê rất là thuận tiện. Và bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực không gian tầng lửng của căn nhà, khu vực không gian phòng khách chính. Với khu vực không gian tầng lửng thì phía ngoài hành lang được chị ốp nhựa hoa văn đá cũng như là ốp than tre trang trí rất là đẹp. Và bên trong mình sẽ có bộ cửa kính cường lực phía ngoài. Và kế tiếp là mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong không gian phòng khách, mình sẽ có bộ bàn ghế sofa được anh chị sắm sẵn tặng kèm, kệ để tivi, và mình có một cái tivi 65 inch tặng kèm. Phía sau thì mình sẽ có bộ cửa sổ mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng tặng kèm. Bên trong thì mình sẽ có một cái máy lạnh Panasonic để thuận tiện gia đình sử dụng khu vực không gian phòng khách tầng lửng căn nhà. Và chỉ với giá 6 tỷ 100 triệu đồng, còn thương lượng thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thế nhanh tay liên hệ về số điện thoại đang thị trên màn hình để Nhà đất Hoàng Tiến Hoàng đi xem.
một căn nhà nằm ngay trục đường Nguyễn Anh Thủ, sát với lại trục đường Tô Ký cũng như là sát với bệnh viện quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Thuận tiện khách hàng di chuyển về trung tâm thành phố bằng con đường Nguyễn Anh Thủ cũng như là Tô Ký, và mình thấy di chuyển theo trục đường Lê Văn Khương để về Lê Đức Thọ và vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với căn nhà. Mình có thể di chuyển với nhiều con đường khác nhau để về trung tâm cũng như là sân bay Tân Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Và từ vị trí căn nhà mình di chuyển về trung tâm chỉ tầm khoảng 25 đến 30 phút và mình về sân bay tầm khoảng 15 phút thôi. Với căn nhà được thiết kế rất là đẹp này. Đây là khu vực không gian phòng ngủ phía trước căn nhà, sẽ có một bộ cửa được làm bằng gỗ rất là đẹp. Bên trong thì sàn nhà mình được lót gạch đá giá gỗ, và toàn bộ nội thất bên trong căn nhà được anh chị sử dụng bằng gỗ an cường, rất là bền và rất là đẹp. Phía trước thì mình sẽ có cửa sổ cũng như là cửa đi ra ban công để gió và ánh sáng vào bên trong, rất là thoáng và rất là mát. Và chỉ với giá 6 tỷ 100 triệu đồng, còn thương lượng thì quý khách hàng đã xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình, thế nhân tên liên hệ về theo số điện thoại đã thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín Hoàng Hàng đi xem, cũng như là để quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại vừa mới được hoàn thiện xong. Với căn nhà mình thì sẽ có 4 phòng ngủ chính để anh chị full nội thất 3 phòng, còn lại một phòng thì anh chị để trống, mà nếu gia đình có nhu cầu làm phòng sinh hoạt chung, phòng karaoke thì rất là thuận tiện. Và nếu gia đình có nhu cầu cần làm phòng ngủ thì mình thể mang đồ dùng tới và mình sẽ lắp ráp và sử dụng. Và chỉ với giá 6 tỷ, dưới 6 tỷ một chút là quý hàng đã sở hữu ngay cho mình một căn nhà được thiết kế rất là đẹp này. Đó là khu vực lầu 1 căn nhà, và tiếp tục thì mình sẽ di chuyển đến khu vực lầu 2. Khu vực không gian phòng ngủ số 3 và không gian phòng ngủ số 4 của căn nhà. Với 3 phòng ngủ được các chị thiết kế ná ná giống nhau và đều được full nội thất tặng kèm. Trước mình sẽ có ban công cũng như là cửa sổ mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng nên rất là thoáng. À, với căn nhà mình nằm trong con đường thông, con đường trước nhà rộng lên đến 9m, hai xe hơi xe tải là di chuyển cũng như là tránh nhau rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Và chỉ với giá hơn 5 tỷ thì khách hàng cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình, thế nên liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín Hoàng Hàng đi xem. Trên kênh YouTube nhà đất Hoàng Tín thì chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh với nhiều mệnh giá khác nhau để khách hàng tham quan và lựa chọn. Với căn nhà này thì đã có sổ hồng riêng anh chị mình mua bán cũng như là công chứng sang tên ông ngày. Một căn nhà nằm trên một con đường thông, thuận tiện khách hàng mua ở, mua đầu tư và mua cho thuê. Và chỉ với giá 6 tỷ 100 triệu đồng, còn thương lượng thì quý khách hàng nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang hiện trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hoàng đi xem, cũng như để quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà được thiết kế rất là đẹp này. Đó là khu vực phía bên trên, khu vực sân thượng căn nhà. Mình sẽ có một cái giếng trời ở giữa căn nhà, và phía trước mình sẽ có một cái phòng thờ bên trong, một cái khoảng sân thượng ở phía trước để mình vui chơi hóng mát và trồng cây. Được anh chị kê thêm mình có một bộ bàn này, ghế mini, thì mỗi khi mình lên sân thượng vui chơi và hóng mát. Và di chuyển đến khu vực phía sau trở đến với lại khu vực không gian phòng giặt cũng như là sân thượng ở phía sau căn nhà. Với căn nhà đang hướng chính là hướng đông nam, thuộc tràng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch, chỉ với giá 6 tỷ 100 triệu đồng, còn thương lượng là để khách hàng có thể sở hữu một căn nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ, nằm trên trục đường Lê Văn Khương, thuộc phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đấy là khu vực phía sau căn nhà. Với khu này thì mình sẽ có tới 50 căn nhà, và là căn nhà mình là căn nhà nằm dãy mặt tiền. Ở phía sau này thì đang xây dựng, cho nên là nếu khách hàng đang có nhu cầu và muốn sở hữu cho mình một căn nhà chỉ tầm giá trên dưới 5 tỷ thì quý khách hàng hãy nhanh tay để mình có thể lựa chọn một căn nhà nằm mặt tiền phía bên ngoài này. Rồi video nhà đất Hoàng Tín đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng những video tiếp theo.